Bạn đang không hiểu tiêu chuẩn ISO 9001 là gì và tại sao công ty nào cũng muốn có được chứng chỉ ISO 9001. Bạn đang tìm hiểu và đã đọc hàng chục trang tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng không đọc lại một chút gì trong đầu và nghĩ rằng tiêu chuẩn này rất chung chung và khó hiểu. Hoặc bạn đang được giao nhiệm vụ xây dựng một hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Và có khi bạn đã đăng ký tham dự một vài khóa học nhận thức ISO 9001 mấy ngày liền ở các cơ sở đào tạo bên ngoài, nhưng kết quả cũng không khá khẩm hơn là bao. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề như vậy và nghĩ rằng tiêu chuẩn ISO 9001 vẫn quá xa tầm tay, khó hiểu quá. Khoan đã, mình có thứ này cho bạn. Khóa học nhận thức ISO 9001 dành cho người mới bắt đầu chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết hoàn toàn các vấn đề này. Bởi vì trong khóa học này mình sẽ giải thích, phân tích toàn bộ 315 yêu cầu được viết trong tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015, cung cấp giải pháp để triển khai áp dụng tất cả các yêu cầu ISO 9001 trong công ty và tổ chức một cách phù hợp và đầy đủ nhất. Và điều tuyệt vời là mình sẽ hướng dẫn bạn về các bằng chứng, thông tin dạng văn bản cần thiết cho từng điều khoản để chuẩn bị cho việc đánh giá audit từ bên thứ ba một cách thuận lợi nhất. Bằng các kiến thức, kinh nghiệm được đúc rút từ 5 năm đào tạo, xây dựng, tư vấn, đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001, mình đã xây dựng được hơn 100 video bài giảng dễ hiểu cho các bạn trong khóa học này. Trong mỗi bài giảng, mình luôn có sự giải thích rõ ràng nhằm giúp bạn hiểu đúng bản chất của các yêu cầu. Và có thêm nội dung hướng dẫn cách triển khai và các ví dụ minh họa đi kèm sẽ là một phần bạn không thể bỏ qua trong suốt quá trình học. Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ nhận thức được trọn vẹn bộ tiêu chuẩn ISO 9001, nó là gì và tầm quan trọng của nó đối với công ty và doanh nghiệp. Hiểu được toàn bộ 315 yêu cầu trong tiêu chuẩn và biết cách áp dụng vào thực tiễn của các yêu cầu đó tại công ty, tổ chức của mình. Và điều đặc biệt là bạn sẽ có đủ sự tự tin để nhận bất kỳ một cuộc đánh giá audit nào từ bên thứ ba và chắc chắn rằng bạn sẽ lấy được chứng chỉ ISO 9001 từ cơ quan chứng nhận về cho công ty mình nếu bạn làm đúng theo những gì mình truyền đạt và chia sẻ trong khóa học. Nào, còn chần chờ gì nữa? Hãy đăng ký để nhận ngay các kiến thức bổ ích này cho hành trình nâng cao phát triển bản thân trong lĩnh vực quản lý hệ thống chất lượng. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài giảng tiếp theo.